Bản tin tối 26 tháng 9 Với chiến thuật mới Bí mật và kỳ lạ của mình Nga đã sáng tạo cải tiến phi cơ không người lái khiến Ukraine Và thế giới đang phải chú ý Và mới đây Ông Putin nói có nhiều nguồn đe dọa Và rủi ro quân sự mới đối với Nga Với điều này đang tạo thuận lợi Để Nga có thể chuyển sang sử dụng vũ khí hạt nhân Còn ông Trump Sẽ quay trở lại nơi mình bị ám sát Lần đầu tiên Và mới đây nhất ông có nhắc đến việc thổi bay Iran thành tương mảnh nếu ông đang là tổng thống. Bên cạnh đó là những thông tin về việc Đài Loan thẩm vấn những nhân chứng vụ máy nhắn tin và thông tin người đứng đầu Việt Nam, ông Tô Lâm, sẽ thăm Cuba. Tất cả nội dung trên sẽ có trong bản tin tối thứ năm ngày 26 tháng 9 hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng hướng lên màn hình và theo dõi. Thưa quý vị, chiến thuật sáng tạo của Nga trong việc cải tiến phi cơ không người lái, sự nghi ngờ và phản ứng từ Ukraine. Trong bối cảnh cuộc xung đột hiện tại, các chuyên gia quân sự Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực chiến tranh điện tử, đã ghi nhận một bước tiến đáng chú ý từ phía Nga. Việc các nhà điều hành phi cơ không người lái UAV trinh sát của họ lắp đặt camera chiếu hậu nhằm đối phó với phi cơ không người lái FPV của Ukraine. Mặc dù vậy, Defense Press, đã bày tỏ nghi ngờ về hiệu quả thực sự của chiến thuật này. Họ chỉ ra rằng các UAV chính sát không được thiết kế để linh hoạt xoay trở trên không và do đó không thể thực hiện các động tác nhào lộn như máy bay chiến đấu. Điều này khiến cho sự điều chỉnh của Nga trở nên càng đáng ngờ hơn bởi nếu cũng có khả năng cơ động, camera chiếu hậu có thể không đáp ứng được mục tiêu bảo vệ trước các mối đe dọa. Bất chấp những hoài nghi về tính hữu ích của biện pháp điều chỉnh mới, Defense Express vẫn thừa nhận sự nhanh chóng mà lực lượng Nga đã triển khai các biện pháp đối phó với các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái từ Ukraine. Dự báo cho thấy, các chiến thuật ứng phó từ phía Nga có thể rất đa dạng, khả năng lực lượng này tích hợp các thiết bị tác chiến điện tử nhỏ vào UAV trinh sát để làm rối loạn tần số mà phi cơ không người lái thường dùng là một kịch bản không thể loại trừ. Đáng chú ý, đã xuất hiện một số video ghi lại những nỗ lực của lực lượng Nga trong việc bảo vệ phi cơ không người lái của họ khỏi các cuộc tấn công từ Ukraine. Bằng cách sử dụng sơn đen và trang trí các biểu tượng cờ và chữ thập tương tự như của Ukraine. Điều này không chỉ cho thấy sự cấp bách trong việc bảo vệ thiết bị, mà còn phản ánh sự tinh vi trong những chiến thuật thích ứng nhằm đối phó với những thách thức trên không. Trong một báo cáo gần đây, tờ Defense Express đã nêu rõ cách thức mà lực lượng Ukraine sử dụng phi cơ không người lái FPV để thực hiện các cuộc tấn công phòng không nhằm vào các UAV trinh sát của Nga. Để đáp lại, lực lượng Nga được cho là đã áp dụng một chiến thuật mới, nổi bật là việc gắn đinh vào phi cơ không người lái của họ trong các trận không chiến. Một giảng viên từ một trường đào tạo UAV đã giải thích rằng, chiến thuật này bao gồm việc gắn đinh vào phi cơ không người lái, sau đó cố tình hạ cánh xuống UAV của đối phương, khiến cho chiếc đinh này làm hỏng rotor của phi cơ đối thủ, dẫn đến việc chúng rơi xuống trong khi chiếc phi cơ không người lái của Nga vẫn trở về an toàn mà không bị hư hại. Tuy nhiên, nhiều người đã bày tỏ hoài nghi về tính khả thi của chiến thuật drone đóng đinh này. Họ cho rằng đây có thể chỉ là một giải pháp ngẫu hứng được các đơn vị riêng lẻ triển khai mà không phải một chiến lược được hoạch định bài bản. Ngoài ra, tờ Kyiv Post đã phỏng vấn một người điều khiển phi cơ không người lái FPV của Ukraine. Người này đã bác bỏ chiến thuật gắn đinh. Nếu rõ việc này sẽ dẫn đến việc tăng trọng lượng của phi cơ không người lái, qua đó làm giảm hiệu quả chiến đấu hơn nữa, lợi ích thực tế từ phương pháp này là rất hạn chế trong điều kiện chiến trường thực tế. Cuộc đối đầu giữa các lực lượng thông qua việc sử dụng phi cơ không người lái tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý, cho thấy sự tinh vi cũng như những thử thách không ngừng trong công nghệ quân sự hiện đại. Trong một động thái khác, ông Putin đề xuất tiêu chuẩn mới cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua công bố kế hoạch mở rộng các quy định về việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga, với đề xuất cho phép nước này thực hiện đòn đáp trả hạt nhân trong trường hợp bị tấn công quy mô lớn. Theo các quy tắc được đề xuất, Nga sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào từ một quốc gia phi hạt nhân được hỗ trợ bởi một cường quốc hạt nhân là một cuộc tấn công chung dẫn đến khả năng đáp trả mạnh mẽ hơn. Ông Putin nhấn mạnh rằng Nga cần phải thích ứng với các mối đe dọa mới xuất hiện, đồng thời không đề cập cụ thể đến cuộc xung đột ở Ukraine. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang tìm kiếm sự cho phép từ các đồng minh phương Tây để sử dụng vũ khí tầm xa nhằm tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Trong một cuộc họp trực tuyến với các quan chức cấp cao, ông đã trình bày chi tiết về những thay đổi này mà theo ông là biện pháp bảo vệ tối đa chủ quyền của nước Nga. Ông Putin cũng lưu ý rằng xuất hiện nhiều nguồn đe dọa và rủi ro quân sự mới đối với Nga và các đồng minh của mình. Ông nói: "Chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong tình hình quân sự và chính trị hiện đại và chúng ta phải cân nhắc điều này. Tổng thống Nga khẳng định rằng các thay đổi được đề xuất lần này rõ ràng tạo ra điều kiện để Nga có thể chuyển sang sử dụng vũ khí hạt nhân. Biện pháp này có thể được xem xét khi phát hiện các đợt phóng hàng loạt vũ khí tấn công từ trên không và không gian vượt qua biên giới của Nga. Ông nhấn mạnh: Ý tôi là phi cơ chiến lược và chiến thuật, hỏa tiễn tên lửa hành trình phi cơ không người lái, phi cơ siêu thanh và các loại phi cơ khác. Cuối cùng, tổng thống nga cũng làm rõ rằng những thay đổi này đồng nghĩa với việc chúng tôi có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp nga và belarus, đồng minh thân cận của nga, bị xâm lược. Chuyển sang thông tin khác, ông donald trump quay trở lại địa điểm xảy ra vụ ám sát đầu tiên. Thưa quý vị, cựu tổng thống donald trump sẽ trở lại baltimore, pennsylvania nơi xảy ra vụ ám sát bất thành đầu tiên nhằm vào ông, mặc cho các cuộc điều tra đang chỉ ra những thất bại nghiêm trọng của cơ quan mật vụ trong việc bảo vệ ông. Theo thông cáo từ chiến dịch của ông Trump, đây sẽ là lần đầu tiên ông trở lại địa điểm nơi một tay súng đã nhắm vào ông trên sân khấu hồi tháng 7. Sự trở lại bắt lờ của cựu Tổng thống sẽ đánh dấu lần đầu tiên ông đến thăm địa điểm xảy ra vụ tấn công kể từ khi ông bị trúng đạn, từ kẻ ám sát vào ngày 13 tháng 7, thông cáo cho biết. Tại cuộc meeting này, ông Trump sẽ vinh danh lính cứu hỏa Corey Comperator, người đã thiệt mạng trong vụ ám sát. Pennsylvania là một trong những tiểu bang quan trọng có khả năng quyết định cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đối thủ đảng Dân Chủ của ông, bà Kamala Harris, đang dẫn trước ở khoảng cách nhỏ. Thông báo về việc trở lại Pennsylvania được đưa ra ngay sau khi một cuộc điều tra lưỡng đảng của Thượng viện Hoa Kỳ phát hiện nhiều sai sót của cơ quan mật vụ trước vụ tấn công mà theo họ là có thể lường trước và ngăn ngừa được. Báo cáo tạm thời của Ủy ban An ninh Nội địa và các vấn đề chính phủ chỉ ra những thiếu sót ở hầu hết mọi cấp độ, từ lập kế hoạch đến an ninh và phân bổ nguồn lực. Các nhân viên điều tra phát hiện không có chuỗi chỉ huy rõ ràng giữa cơ quan mật vụ và các cơ quan an ninh khác, cùng với việc thiếu kế hoạch bảo vệ cho các tòa nhà mà tay súng đã trèo lên để nổ súng. Cơ quan mật vụ đã nhận được thông báo về một cá nhân trên nóc tòa nhà chỉ khoảng 2 phút trước khi Thomas Matthew Krupp nổ súng bắn 8 phát về phía ông Trump từ khoảng cách 137 m Khoảng 22 giây trước khi Krupp nổ súng, một cảnh sát địa phương đã gửi cảnh báo qua radio về sự hiện diện của một cá nhân có vũ trang trong tòa nhà. Nhưng thông tin này không được chuyển đến các nhân viên mật vụ chủ chốt. Ban hội thẩm đã phỏng vấn một lính bắn tỉa của sở mật vụ. Người cho biết họ thấy các sĩ quan rút súng chạy về phía tòa nhà nơi tay súng đang ngồi. Tuy nhiên, không ai nghĩ đến việc thông báo để đưa ông Trump ra khỏi sân khấu. Cựu đại sứ Úc tại Hoa Kỳ, Joe Hoa Kỳ, đã lên tiếng chỉ trích sự thất bại của cơ quan mật vụ, nhấn mạnh rằng đây là rủi ro lớn nhất đối với xã hội dân sự trong thời gian gần đây. Nếu kẻ ám sát thành công, ông phát biểu trên chương trình Mr. Press của đài truyền hình ABC rằng mọi người đều thấy rõ sự việc diễn ra rất gần và đó là một thất bại thực sự nghiêm trọng. Hiện tại, Ủy ban Hạ viện cũng đang tiến hành điều tra vụ ám sát lần thứ hai nhằm vào ông Trump. Vào đầu tháng 9, liên quan đến việc bắt giữ Ryan Root, người bị phát hiện chạy trốn với một khẩu súng trên sân gôn tại câu lạc bộ của Trump ở Florida. Cũng trong một động thái khác, ông Donald Trump nói Iran sẽ bị thổi bay thành từng mảnh nếu ám sát ông. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ rằng Iran sẽ bị thổi bay thành từng mảnh nếu họ tham gia vào các nỗ lực ám sát nhắm tới ông. Tuyên bố này được ông đưa ra trong bối cảnh nhận được thông tin từ các quan chức tình báo rằng có những mối đe dọa lớn đến từ Iran đối với mạng sống của ông. Trong một cuộc meeting ở Minhu, Bắc Carolina, ông Trump đã tuyên bố Nếu tôi là Tổng thống, tôi sẽ thông báo với quốc gia đe dọa, trong trường hợp này là Iran, rằng nếu các người làm bất cứ điều gì gây hại cho người này, Chúng tôi sẽ cho nổ tung những thành phố lớn nhất của các người và cả đất nước này thành từng mảnh vụn. Ông cũng nhắc đến hai vụ ám sát đã nhắm vào ông, tuy nói rằng không chắc chúng có liên quan đến Iran hay không. Ý kiến của ông được đưa ra sau khi các quan chức tình báo Hoa Kỳ cảnh báo về mối đe dọa nhắm vào ông từ Iran. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, không có bằng chứng nào cho thấy Iran hay bất kỳ thế lực nước ngoài nào có liên quan đến hai vụ ám sát này. Thêm vào đó, ông Trump đã đặt câu hỏi về việc tại sao Tổng thống Iran Mosul Pazakian, người đến New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, lại nhận được sự bảo vệ từ lực lượng thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Ông cho rằng nếu Iran thực sự là kẻ chủ mưu các vụ tấn công nhắm vào ông, thì thật kỳ lạ khi các lực lượng Hoa Kỳ lại bảo vệ nhà lãnh đạo Iran. Chuyển sang thông tin khác. Luật hạn chế đầu tư vào Trung Quốc, ưu tiên hàng đầu của Hạ viện Mỹ Ông John Mulana, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt của Hạ viện Hoa Kỳ về cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã tuyên bố rằng luật hạn chế đầu tư vào Trung Quốc hiện đang là ưu tiên hàng đầu. Điều này cho thấy Quốc hội Hoa Kỳ sẽ một lần nữa thúc đẩy các hành động lập pháp liên quan đến việc hạn chế đầu tư vào Trung Quốc. Vào ngày 25 tháng 9, trong một hội thảo do Biện Doanh nghiệp Mỹ, AEI, tổ chức, ông Mulana cho biết, Hoa Kỳ cần thiết lập một hệ thống quản lý đầu tư nước ngoài trong đó các công ty bị đưa vào danh sách đen sẽ không được phép nhận đầu tư. Ông Mulana nhấn mạnh, chúng ta không nên hỗ trợ quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc và không nên ủng hộ hành vi diệt chủng. Thành viên Hạ viện này cũng khẳng định rằng, trong hai năm qua, với nỗ lực chung của các thành viên lưỡng đảng, nhiều nhân viên chính phủ Mỹ đã nhận ra rằng một số công ty Trung Quốc có thể tạo ra rủi ro lớn cho an ninh quốc gia. Ông cho rằng không cần phải chờ đến khi có bằng chứng thuyết phục với những mối đe dọa từ các công ty Trung Quốc vì người dân Mỹ có thể phải trả một cái giá rất đắt. Ông chủ trương rằng khi đấu tranh với Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng ta không nên đợi đến khi họ thực sự tấn công, mà cần chú ý đến những khẩu súng đã được nạp đạn. Đó chính là các công ty Trung Quốc đang được đề cập. Ông Mulana nêu rõ, nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu họ, các công ty, cung cấp dữ liệu của Hoa Kỳ, liệu họ có sẵn sàng chấp nhận dành cả phần đời còn lại trong tù để bảo vệ dữ liệu của chúng ta không? Tôi không nghĩ vậy. Trong bài phát biểu của mình, ông Mulana cảnh báo rằng các công ty có mối quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng, đánh cắp tài sản trí tuệ và công nghệ, thậm chí thao túng dư luận tại Mỹ và TikTok là một ví dụ điển hình. Thưa quý vị, Đài Loan thẩm vấn 4 nhân chứng liên quan vụ nổ máy nhắn tin ở Liban. Các công tố viên Đài Loan hôm nay cho biết họ đã tiến hành thẩm vấn 4 nhân chứng trong cuộc điều tra liên quan đến một công ty Đài Loan có dính líu đến sự cố máy nhắn tin phát nổ hàng loạt nhằm vào lực lượng Hezbollah hồi tuần trước tại Liban. Theo nguồn tin an ninh cho biết, phía Israel được cho là có trách nhiệm về vụ nổ máy nhắn tin, làm gia tăng căng thẳng trong cuộc xung đột ngày càng nóng giữa hai bên. Tuy nhiên, phía Israel hiện không xác nhận cũng như không phủ nhận sự liên quan của họ trong sự việc này. Cách thức hoặc thời điểm mà các máy nhắn tin được chuyển đổi thành vũ khí và kích nổ từ xa vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải. Và cuộc truy tìm câu trả lời đã liên quan đến nhiều quốc gia như Đài Loan, Bungary, Na Uy và Romania. Tuần trước, công ty Gold Apollo có trụ sở tại Đài Loan cho biết họ không sản xuất các thiết bị đã được sử dụng trong vụ tấn công, trong khi chính phủ Đài Loan cũng khẳng định rằng các máy nhắn tin không được sản xuất tại Đài Loan. Một phát ngôn viên của văn phòng công tố đang dẫn đầu cuộc điều tra về Gold Apollo cho biết, ngoài hai người bị thẩm vấn vào tuần trước họ còn tiến hành thẩm vấn một nhân viên hiện tại và một cựu nhân viên khác. Giới chức Đài Loan cho biết họ đang xử lý vụ án này một cách nhanh chóng và nỗ lực tìm ra giải pháp sớm nhất có thể. Chuyển sang phần tin trong nước. Ông Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba. Tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã lên đường đến Havana và bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba. Sau khi kết thúc, các hoạt động tại tuần lễ cấp cao Liên Hợp Quốc và làm việc tại Mỹ, đoàn Việt Nam đã rời New York và đến Havana vào sáng 26 tháng 9 theo giờ Hà Nội. Đây là chuyến thăm Cuba đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư của ông Tô Lâm, diễn ra trong bối cảnh hai quốc gia chuẩn bị kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, 1960 đến 2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ hội đàm với bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez và hội kiến với chủ tịch quốc hội cũng như thủ tướng Cuba. Việt Nam và Cuba chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 2 tháng 12 năm 1960. Hai bên đã hợp tác trong nhiều lĩnh vực như cung cấp lúa gạo, phát triển sản xuất lương thực, y tế và dược phẩm. Việt Nam hiện là đối tác thương mại châu Á lớn thứ hai của Cuba và là nhà đầu tư lớn nhất trong khu vực châu Á tại Cuba. Thưa quý vị, bản tin tối của đại kỷ nguyên đến đây xin tạm dừng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo